Hi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình tâm tình trò chuyện với tất cả các bạn. Có những cái comment vừa qua, có một số bạn thì cũng thời gian vừa qua thì mình làm những cái nội dung, những cái video về đời sống chính từ bản thân của mình ở Úc. Nó không giống như những ngày đầu. Những ngày đầu là hầu như là những video của mình là tâm sự và chia sẻ những một con người mới đặt chân đến Úc nhiều hơn. Những cái sự bỡ ngỡ, những cái sự vấp phải, cái điều mà mình không biết. Thì sau một thời gian, những video tiếp tục về sau đó, thì hầu như là đời sống hàng ngày vui nhiều hơn buồn. Bởi vì lúc này là con người nó đã hòa nhập, con người nó có sự thay đổi, có nhiều cái quen thuộc hơn, có nhiều điều mình thấy cái hay ở nước đất nước ở Úc, cho nên mình chia sẻ lại những cái niềm vui đó cho tất cả các bạn và để cho những anh chị, những các bạn nào mà có những cái niềm hy vọng nghĩ tới về đất nước Úc, cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy thích thú hơn đến Úc, chứ không phải mình luôn luôn nói về hai mặt, một cái nỗi lo lắng và một cái niềm tin để mà đến Úc và sinh sống. Sau một thời gian qua mình làm những cái video, mình cũng nói về bản thân của mình khi đặt chân đến Úc có nhiều cái sự vấp phải này kia đó. Đó là trong cái cuộc sống hàng ngày ai cũng vấp phải hết, chứ không phải ai cũng trơn tru mạch lạc, ai cũng suôn sẻ hết đâu. Người đi trước thì vấp những cái chuyện khác, người đi sau thì vấp những cái chuyện khác. Trong mỗi thời điểm, trong mỗi hoàn cảnh của cái dòng thời gian, ngày xưa kia thì mỗi chuyện nó khác, ngày nay thì cũng có chuyện khác. Cho nên mình chia sẻ từ cái vốn của mình. Để cho tất cả các bạn hiểu được, đầu tiên thì mình là cái nỗi lòng của mình tâm sự chia sẻ đến tất cả các bạn, tại vì nó buồn, lúc đó rất là buồn, thời gian đầu rất là chán, rất là buồn, nó bỡ ngỡ, nó không biết gì hết, không có bạn, không có người quen, không có người thân ở đây, mọi sự nó phải từ đầu như tính chính cái bản năng của mình. Phải đi tìm tòi, phải hỏi han hết lớp anh chị này tới những người bạn kia gì đó. Thì sau đó thì mình quen dần với cuộc sống, thì mình cảm thấy mình tự tin hơn. Rồi mình lúc đó thì mình chia sẻ với các bạn nhiều hơn, để những cái hình ảnh đẹp về nước Úc, những cái nơi mà du lịch, những cái nơi mà có thể các bạn ở Việt Nam chưa thấy được cái cảnh đó. Thì mình có điều kiện hơn, thì mình có thời gian, mình sắp xếp được thì mình sẽ đi đến, mình cho các bạn thấy được nó như thế nào. Thì chắc chắn một điều rằng là nước Úc hoàn toàn hơn hẳn đất nước Việt Nam. Có thể một số bạn nhiều khi cũng hơi cố chấp, đó là tại sao phải nói về đất nước Úc giống như là mình là một người phản bội Việt Nam vậy đó. Thì không phải vậy. Mình thấy sao mình nói vậy? Đất nước Úc về kinh tế, về điều kiện giàu hơn thì mình nói giàu hơn, về cái lối sống văn minh, con người văn minh thân thiện ở đây thân thiện hơn thì mình nói thân thiện hơn. 1, 2 and 3, come on Melbourne. Hey, các bạn có thể thấy những hình ảnh rất là dễ thương, một bé gái đang chụp hình cho ba mẹ, một nhà nhiếp ảnh không chuyên. Còn cái tình cảm con người của người Việt Nam mình khi đặt chân đến Úc, mình cảm thấy đơn độc, rồi mình cảm thấy buồn, mình cảm thấy thiếu thốn, nó trái ngược với khi đời sống ở Việt Nam, thì mình vẫn nói điều đó. Thì mình sẽ chia sẻ tất cả những cái hình ảnh về đất nước Úc, và chính xác nhất là chính từ cái con người của mình, bởi vì đây là một cái vlog, một cái nhật ký của mình. Trước kia thì mình cũng làm những cái video của mình là giống như một cái nhật ký,
thì sau này có nghĩa là cái bước thăng trầm này lúc đầu đó nó đã giảm xuống rồi, cái sự lo lắng nó đã giảm xuống, thì bây giờ nó còn lại một cái niềm tin, một cái bắt đầu trang hòa gần quen biết được nhiều anh chị ở đây. Thực sự các bạn, khi mình làm những cái video này, mình không nghĩ là bà con anh chị ở bên Úc và thậm chí ngay cả những người sống gần bên mình đi ra thấy mặt, vô thấy mặt xem những cái video của mình, thì cũng khá là, mình cũng khá là ngại. Mình không nghĩ điều đó xảy ra. Mình chia sẻ là những cái hình ảnh của mình cho những anh chị em các bạn ở Việt Nam xem thôi. Mình không nghĩ là bà con anh chị ở Úc này xem đâu. Thì mình vẫn luôn luôn nói thiệt, thì có thể là các bạn, các anh chị, các cô bác mà ở Úc hiện tại sống ngay tại Melbourne này, sống ngay ở những cái gần những cái vùng mình sống, thì khi xem những cái video có thể đánh giá được mình nói thật hay là mình nói xạo, mình phô trương hay là mình nói một cái cách phiến diện khác. Đó là cái sự đánh giá của cô bác anh chị ở đây. Tại vì khi mình đi ra ngoài, mình cũng có thể gặp những anh chị cô bác ở đây mà. Nếu mà mình nói sai một điều gì đó thì sẽ bị chỉnh ngay tại họ, thì anh chị đó sẽ comment trên những cái video này thôi. Rồi có khi nào có thể là ra bên ngoài gặp anh chị cô bác đó vẫn nói là đúng hay sai, thì điều đó sẽ có cái giá trị rõ ràng. Không, mình không nói xạo, rồi có sao mà nói vậy, tại vì ở đây là mình nói về cái đời sống của mình rõ nhất. Có sao mà nói vậy, hàng ngày ở những video các bạn có thể xem đó, chắc chắn rằng đời sống ở Úc nó luôn luôn có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu cái sự khác nhau nữa. Có nhiều cái điều mình không biết, thì mình chỉ biết trong cái phạm vi của mình thôi. Có sao mình nói vậy, một con người sống ở Úc, gần gũi với cộng đồng người Việt Nam của mình, thì khi mình bắt gặp được những hình ảnh của cộng đồng người Việt Nam của mình, như chẳng hạn một bà mẹ quê đi bán rau cải, một cái thú vui đó, bán rau me hành ớt ở ngoài vỉa hè ở những cái khu vực mà cộng đồng người Việt sinh sống, thì mình bắt gặp những hình ảnh đó, mình chia sẻ lại cho tất cả các bạn, và mình nói lên những cái nỗi niềm của mình, cái suy nghĩ của mình tức thời lúc đó thôi. Hay là mình gặp những cái công trình, những cái tổ chức hội đoàn của cộng đồng người Việt Nam ở đây, thì mình vẫn chia sẻ lại những cái tình cảm của mình, cái nhận thức của mình lúc đó là cái cộng đồng của mình lớn mạnh ra làm sao, đùm bọc như thế nào, sự bảo vệ con người lẫn nhau như thế nào đối với cộng đồng người Việt Nam ở Úc, thì mình vẫn chia sẻ đến tất cả các bạn như vậy thôi. Thấy sao thì mình nói vậy, mình bắt gặp được những hình ảnh nào thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn hình ảnh đó. Đó là những cái quá trình của cộng đồng người Việt Nam của mình khi đến Úc, và bây giờ mình là người đến sau, mình thấy như thế nào, thấy bậc cha anh cô bác đi trước đó vượt qua những cái khó khăn hơn mình nhiều lần, rồi xây dựng nên một cái cộng đồng, rồi những cái tổ chức để mà giúp đỡ lẫn nhau, những cái hội, thì mình rất là quý, rất là tôn trọng. Cho nên mình sẽ, nếu mà mình bắt gặp được những cái hình ảnh đó, nhiều khi cái xúc động của mình đó các bạn, cái xúc động của mình nó lại cao lên. Thì có nhiều cái như các bạn có thể để ý lại trong một cái video clip mà mình đi quay tại Phú Rầy, cái cổng chào ở Phú Rầy đó, cái đôi chim lạc Việt, cái biểu tượng của đôi chim lạc đó, thì trong cái hình ảnh đó khi mình nói tới những một số nội dung thì mình nghẹn đi. Nó cũng không có gì, sau này mình làm á thì mình cũng tùy theo cái cảm xúc lúc đó, khi mình cầm camera mình quay tới một số chỗ đó, mình tới đó mình nói không có được, mình nghẹn. Rồi những cái hình ảnh bà mẹ cô bác mà ngồi bán rau ở vỉa hè, thiệt sự đó không phải là lam lũ khó khổ như Việt Nam đâu, nhưng mà mình khi mình đặt camera đó, mình đặt camera mình quay là bình thường thôi, nhưng khi mình nói lên đó, mình nói lên cái mình cũng nghẹn. Thì bởi vì nó nghẹn là ở đây là do mình sống một cái người ở quê, cái hình ảnh đó giống như là nó thân quen với mình quá, nó gần gũi với mình quá, thì mình thấy mình xúc động.
chứ không phải thực sự các bạn là những bà mẹ quê, bà mẹ ở đây, cô bác nào ở đây bán những cái thứ đó không phải là khó khăn được mà bán đâu. Chắc chắn một điều là những người cô bác đó thích đi ra để mà nói chuyện với lại đồng hương của mình, bà con đi qua đi lại bán cái đó cũng 5-10 đồng rồi để làm một cái chuyện khác, có thể là giúp đỡ cho những cái hội đoàn, gửi tiền về cho Việt Nam cho những người thân của mình còn khó khăn ở Việt Nam, chứ không phải là khó khăn như một số video khác, những cái những người hơi bảo thủ cái tư tưởng hơi cực đoan đó, là nghĩ bà con ở bên này lao động khó khăn rồi nó hơi cá nhân. Thì mình sẽ cho các bạn thấy ở những video sau, mình sẽ tới, mình sẽ gặp những người, mình sẽ trò chuyện bình thường thôi, để mà cái những cái nỗi niềm đó cho các bạn hiểu được. Thiệt sự bà con ở bên này lao động thì lao động bình thường, ai cũng lao động, nhưng mà những cái việc đó, những cô bác ở ngoài đường đó thì người ta làm một cái thú vui, một cái nỗi niềm nào đó, đỡ nhớ quê nhà, làm có thêm một chút xíu đó để cho những người con người cháu còn khó khăn ở Việt Nam, hay giúp đỡ những cái hội từ thiện đó, những cái tấm lòng đó các bạn chưa hiểu hết, cho nên mình sẽ cố gắng mình cho các bạn xem ở những cái video clip sau, nói về cái đời sống bà con ở đây nếu mình có thể tiếp cận được. Thì mình cũng hy vọng là mình sẽ tiếp cận được, thì mình sẽ trò chuyện với những cô bác anh chị đó, những cái điều gì mình không biết thì mình cũng hỏi những cái cô bác anh chị đó, thì người ta cũng nói, cũng giúp mình là hiểu thêm một chút xíu. Như vậy thôi, đơn giản là vậy thôi, để hiểu nhau hơn.